Lễ bái trì niệm thánh hiệu, bệnh nặng được thuyên giảm. Lâm Chấn Hưng. Con gái tôi vài năm trước đây, khoảng hơn 3 năm, bị bệnh thận rất nặng, thuốc men hoài mà không dứt. Trong nhà thì kinh tế eo hẹp, có lần phải dừng trị bệnh năm 1967, khoảng 9 tháng, thì phát hiện mặt bị phù, biết rằng không thể cứ để như vậy, nên đưa nó đi kiểm tra. Kết quả bệnh tình rất nặng so với trước đây, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng chẳng nhẹ tí nào. Bấy giờ tôi rất phiền não, vì mỗi ngày hoặc 2 ngày một lần phải đi bác sĩ, nên kinh tế gia đình càng thêm khốn đốn. Làm thế nào bây giờ, chỉ mong cầu được bác sĩ tốt, trợ giúp. May thay, vị bác sĩ rất thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình nên giới thiệu một loại thuốc, bảo tôi mua trị liệu khoảng nửa năm. Sau đó, tôi nghĩ rằng chỉ dùng thuốc thôi thì không phải là biện pháp hay, vì từ khi phát bệnh cho đến nay, trị đủ cách vẫn không bớt, ngược lại, càng ngày càng nặng thêm. Do vậy, tôi cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát gia hộ, một mặt dùng thuốc chữa trị, một mặt bảo con gái sớm tối nên lễ Phật, cầu sự gia hộ. Không ngờ là dùng thuốc đã nhiều năm không bớt, mà chỉ vài tháng ngắn ngủi, cầu nguyện mà bệnh đã thuyên giảm. Kỳ tích như thế, ai có thể không tin. Nói thật, ngay cả vị bác sĩ cũng thấy được kỳ tích này. Tôi nghĩ, nếu không có cầu Phật, Bồ Tát cứu hộ, chữa trị, thì e rằng đến bây giờ cũng không hết bệnh. Nên tôi cảm tạ ơn đức của Phật vô cùng. Làm thế nào mà con gái tôi có thể cầu Phật cứu độ? Ban đầu, tôi sợ nó không đủ nhẫn nại, không chịu mỗi ngày lễ bái. Vì thế tôi nói cho nó biết Phật lực là vô biên, vì mạng sống của mình nên cầu nguyện nơi Phật Bồ Tát. Một mặt khích lệ nó, một mặt bày cho nó phương pháp giản tiện nhất. Buổi sáng sau khi đánh răng súc miệng, vệ sinh sạch sẽ thì vào Phật điện. Trước Phật nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lễ sáu lạy, rồi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ sáu lạy, như vậy là lễ 12 lạy. Sau đó quỳ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 100 hiệu. Tối đến, trước khi ngủ, lễ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 3 lạy, rồi quỳ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 100 hiệu. Cứ như thế, mỗi ngày lễ lạy, cầu nguyện thì mới vài 3 tháng, bệnh đã hết, thật là khó nghĩ bàn. Trích từ tạp chí Từ Vân số 3, kỳ 1 ngày 31 tháng 1 năm 1968. Ha ha ha, 운삼모디소 ha.